giống như là đang có một cái cục gì nó đè ở phần gáy, phần cổ này, nó đang chèn ép khiến cho máu không lưu thông được, thần kinh dây bị chèn ép, lăn lên lăn xuống không ngủ được, thường xuyên bị mất ngủ về đêm, nhìn đồng hồ lên nhìn đồng hồ xuống mà mãi chưa đến sáng. Đây là tình trạng mà chị em phụ nữ sau khi sinh đẻ xong, sau 36 tuổi ai cũng mắc phải. Máu lưu thông kém, tức là nó đang bị chèn ép, máu thiếu, máu cơ tim, rồi gan của mình kém, tụy của mình kém thì hay bị tỉnh giấc về giữa đêm. Máu lưu thông kém lên não thì sinh ra hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, ù tai, nhớ nhớ quên quên và hay bị tụt huyết áp. Mình thường xuyên là lười tập thể dục, chỉ ngồi một chỗ thôi cũng khiến cho máu lưu thông kém, cũng sinh ra xương khớp. Ngồi lâu quá thì cái phần eo, phần lưng này nó nhức, nó mỏi. Uống ít nước thì độc tố nó không thải được ra ngoài, thận không làm việc tốt được, không đào thải được chất độc, không đào thải được độc tố. Căng thẳng, stress quá cũng sinh ra đau nhức, cũng sinh ra mất ngủ, cũng da rẻ cũng kém, cũng sạm đi rất là nhiều. Anh chị em có thể áp dụng cái bài xoay cổ tay theo diện trần. Khi mình xoay, mình hãy nghĩ về phần đau, đau cổ, hãy nghĩ về cái cổ đau của mình thì hiệu quả rất là nhanh. Kèm theo với chị em phụ nữ hãy bổ sung canxi hoặc cơ sinh vật, bởi vì canxi nó sẽ cấu tạo, khôi phục, tái tạo tế bào xương, khôi phục, nâng đỡ lại đĩa đệm cho mình. Viên dưỡng nhan chính là bảo bối, là bạn đồng hành của sức khỏe sắc đẹp cho phụ nữ. Và nước uống làm đẹp collagen sẽ giúp cho chị em phụ nữ dưỡng nhan đẹp từ trong, còn nước uống làm đẹp collagen sẽ bổ sung collagen trực tiếp cho da của mình, đẹp từ trong ra ngoài chị em nhé.